Hi, xin chào các bạn. Nếu đến triển lãm xe hơi mà chúng ta đã quá chán xem xe con hay xe du lịch rồi thì bây giờ chúng ta xem xe gì châu Âu. Mời các bạn đến gian hàng của Suzuki và xem mẫu xe tải Super Carry Pro có giá là 299 triệu đồng. Lý do vì sao mà mình muốn chia sẻ với các bạn về mẫu xe này? Đây, mình muốn các bạn tham khảo một cái mô hình kinh doanh ăn uống trên xe tải mà mình nghĩ là khá là hay và hợp thời đại. Thay vì chúng ta thuê một cái mặt bằng nho nhỏ khoảng 90 triệu một tháng để mà kinh doanh cà phê hay là đồ ăn vặt, thì bây giờ chúng ta có thể đưa mô hình kinh doanh của chúng ta lên một chiếc xe tải nhỏ như thế này. Đấy, trong một tháng thì chúng ta có thể trả góp khoảng 6-7 triệu. Thì trong khoảng 3-4 năm là chúng ta sẽ có một chiếc xe tải của riêng mình hay là một món tài sản của riêng mình. Các bạn nghĩ sao? Nếu như những lời gợi ý của mình khiến các bạn tò mò về cái mẫu xe tải cỡ nhỏ này thì mời các bạn cùng mình xem tiếp clip để soi chi tiết về Suzuki Super Carry Pro. Đây là cái thế hệ Super Carry Pro mới nhất, vừa mới được Suzuki Việt Nam ra mắt thị trường chính thức hồi tháng rồi với mức giá là 299 triệu đồng. Và cơ bản thì nó có hai điểm khác biệt so với lại đời trước về cái mặt hiệu năng. Đầu tiên đó chính là nó có cái mức tải trọng cao hơn. Suzuki cho biết là Super Carry Pro 2019 thì nó có tải trọng lên đến 940 kg, bao gồm cả tài xế và phụ xe. Còn trước đây thì nó chỉ có khoảng 700-800 kg mà thôi. Ngoài ra là cái động cơ của Carry Pro 2019 là động cơ xăng 1,5 lít nhưng có sức mạnh lớn hơn động cơ xăng 1,6 lít của thế hệ trước. Cụ thể là cái động cơ xăng 1,5 lít này nó cho công suất tối đa lên đến 95 mã lực. Còn đời trước thì động cơ 1,6 lít nhưng mà nó chỉ cho công suất khoảng 91 mã lực mà thôi. Về những cái trang bị tiện nghi của chiếc xe tải cỡ nhỏ này thì rất là cơ bản. Đèn trước là bóng halogen hết, cho cả đèn cốt, pha, đèn mi và đèn xi nhan. Với một chiếc xe tải thì cái trang bị tiện nghi càng đơn giản thì nó giúp cho chúng ta càng tiết kiệm về cái mặt chi phí thay thế trong quá trình sử dụng. Đây, bộ mâm theo xe của chiếc Super Carry Pro này có kích thước là 13 inch. Và nếu mình nhớ không lầm thì cái bộ lớp cho cái mâm 13 inch thì mỗi cái nó đâu đó chỉ khoảng vài trăm nghìn một cái mà thôi, rất là rẻ. Phần hùng hàng của Super Carry Pro 2019 thì nó có kích thước là dài hơn 2,5 mét một chút nếu mình nhớ không lầm. Chiếc Super Carry Pro này nó có cấu hình dẫn động cầu sâu và treo trước của nó là loại MacPherson, treo sau thì vẫn là cái loại lá nhíp giống như là những mẫu xe tải hay đa số những mẫu xe bán tải khác trên thị trường. Phía sau thì đèn của nó cũng là halogen hết. Ở đây thì các bạn có thể tham khảo cái phần thùng của quán cà phê Guta đóng. Thì Suzuki cho biết là cái mức giá 299 triệu đồng nó chỉ là cái thùng lửng thôi. Khi về thì các bạn sẽ phải bỏ tiền để mà đóng cái thùng hàng với chi phí là từ 30 triệu đồng trở lên. Bên trong khoang xe của Super Carry Pro 2019 thì mọi thứ cũng rất là đơn giản và thực dụng. Ở đây chúng ta vẫn phải quay tay để mà lên xuống kính, thậm chí là cái nút để mà khóa cửa chúng ta cũng chỉnh bằng cơm. Lâu lắm rồi mình mới thấy lại cái kiểu khóa cửa xe như thế này. Ghế của tài xế thì chúng ta có thể trượt lên trượt xuống để mà mở rộng cho cái khoảng để chân. Thì khi mà mình trượt hết nước ra phía sau á, mình cao 1m75 và thấy là vẫn còn dư giả với cái tư thế ngồi như thế này. Tư thế ngồi mà mình thích nhất thì sẽ dịch lên một chút đó, thế nên là những bác tài có khổ người lớn hơn mình thì vẫn thoải mái với cái vị trí ngồi ở bên phía tài của Super Carry Pro. Nhưng mà hơi tiếc là ở bên phụ á thì sẽ không chỉnh được cái phần trượt tới trượt lui, nhưng mà bù lại thì cái ghế bên phụ nó sẽ bự hơn bên tài. Ở phía trước thì chúng ta chỉ ngồi được hai người thôi, ở đây thì sẽ không chở được người thứ ba bởi vì chúng ta chỉ có hai cái nơi để mà cài dây an toàn. Cái điểm mình thích trong khoang xe của Super Carry Pro 2019 đó chính là nó có rất nhiều chỗ để đồ và để chạy nước.
ở bên tài chúng ta có một cái nơi để mà để chai nước nè. Đó, điều này rất là ý nghĩa. Ở bên phụ thì chúng ta có hai cái hộc để đồ lớn. Suzuki cũng chu đáo bố trí cho chúng ta một cái cổng lấy nguồn 12V để sạc thiết bị di động. Dàn lạnh theo xe là trang bị tiêu chuẩn luôn nha, nhưng mà chỉ chỉnh cơm thôi. Có lấy gió trong, gió ngoài thông qua cái nút gạt. Về trang bị giải trí thì chúng ta có một cái đầu head unit đến từ Pioneer. Và cái đầu này thì không động đĩa mà chỉ có chơi USB. Mình không rõ là có kết nối Bluetooth hay không, bởi vì ở đây mình không có chìa khóa để bật xe lên. Đèn và gạt mưa thì đều chỉnh cơm hết. Vô lăng này thì nó có hai chấu và nó làm mình liên tưởng tới cái vô lăng của Mercedes Maybach. Ở đây thì chúng ta không có cái nút nào để chỉnh cho vô lăng cả. Rất là cơ bản. Phần bảng đồng hồ tốc độ thì cũng chỉ hiển thị thông số tốc độ thôi, chứ không có bảng đồng hồ tua. Phanh tay là dạng cần truyền thống. Hộp số theo xe là hộp số sàn 5 cấp. Và ở đây mình thấy là cái chân côn của chiếc Super Carry Pro này cực nhẹ luôn. Mình nghĩ là chắc chắn nó có cái phần trợ lực chân côn, thế nên là nó mới nhẹ như thế này. Một điều nữa là cái gương hậu chúng ta vẫn gặp bằng cơm. Rồi, nếu như các bạn đang có ý định kiếm một cái mẫu xe tải cỡ nhỏ với cái mức đầu tư hợp lý dễ tiếp cận thì Suzuki Super Carry Pro là sự lựa chọn an toàn dành cho các bạn. Xin cảm ơn.